Tiểu Phu cứu được một chú cún bị thương, thấy tội nghiệp nên đã mang về nhà băng bó. Chú cún thấy ông lão tốt bụng cảm thấy như được an ủi, nhưng vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau lạc mất cha mẹ của mình. Nó đã từng vui vẻ như gà con, nghĩ đến đây nước mắt liền trào ra. Người Tiểu Phu tốt bụng rất thích chú cún, làm cho nó một cái chuồng nhỏ ngay trong đêm, mong chú cún sẽ sớm quen với nhà mới để nó mau chóng hồi phục sức khỏe. Tiểu Phu mạo hiểm đi lên núi hái thuốc, ông bơi qua thác nước chảy xiết, trèo lên vách đá treo leo, mất biết bao công sức, cuối cùng cũng tìm thấy phương thuốc có thể chữa thương cho cún. Đợi đến khi ông chuẩn bị cho cún uống thuốc đã nấu, nó lại không chịu nuốt. Mãi cho đến khuya, Tiểu Phu kiệt sức, một tay cầm thìa, tay kia ôm cún, chìm vào giấc ngủ. Chú cún nhìn khuôn mặt mệt mỏi của ông, cảm thấy lòng ấm áp, cảm động rơi nước mắt. Gà trống được chủ nhân nuôi nhiều năm không nhịn được, nói cho nó biết những chuyện mà chủ nhân đã trải qua, mong nó đừng phụ lòng ông, đã đến đây thì sẽ là người một nhà, nó sẽ không phải cô đơn. Nghe gà trống nói xong, chú cún uống cạn thuốc đã nấu, cơ thể cũng dần hồi phục, mỗi ngày đều mong chủ nhân về nhà sớm. Khi gà trống gáy, cún sẽ chạy ao ra đón chủ nhân. Tiểu Phu nhìn gà và cún, bỗng nghĩ rằng cún con đã thật sự trở thành thành viên trong gia đình rồi. Nó lại còn rất thông minh, hiểu được ý chủ rất nhanh. Bởi vì cún con đến đây, thức ăn trong nhà ngày càng ít, Tiểu Phu phải ra ngoài làm việc càng sớm. Cún con lúc này đã rất bám chủ rồi, nó luôn muốn giúp đỡ chủ nhân. Hôm nay thấy chủ nhân đánh rơi tẩu thuốc, liền tha tẩu thuốc đến đồng tìm ông. Thấy ông đang ra sức nhổ rễ cây, lập tức lao đến dùng răng cắn đứt, sau đó còn đấm lưng cho ông, rồi lại đưa cho ông tẩu thuốc nó vẫn luôn mang theo bên mình. Tiểu Phu xoa xoa đầu cún, đổ đậu ra đầy bát cho nó. Cún con không thể từ chối, chỉ có thể ăn cùng với ông. Về sau, mỗi ngày Tiểu Phu đều mang cún đi làm chung, nó là cánh tay đắc lực của ông. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, thấm thoát đã qua 3 năm. Cún con cũng đã lớn, Tiểu Phu lên rừng đốn củi, thì gặp được một người buôn bán chó. Người bán chó nhận ra chú chó này chính là chú chó mà năm đó hắn đá xuống cầu. Không ngờ giờ đây nó lại khỏe mạnh như thế. Người buôn bán chó mua trả tiền để mua chú chó của Tiểu Phu, thế nhưng mặc kệ hắn ra giá cao bao nhiêu, cũng đều bị Tiểu Phu từ chối. Người bán chó không cam tâm, lợi dụng lúc hai người họ vắng nhà, bắt gà trống đi mất. Sau đó cách chỗ của chó không xa, cố ý khiến cho gà trống phát ra tiếng gáy. Chó nghe tiếng gà gáy lập tức chạy đến. Người bán chó nấp trong bụi cỏ, cúi thấp người tiếp tục dẫn dụ chó. Chó vì nóng lòng nên đã mắc bẫy, đóng cửa chuồng. Tối đến Tiểu Phu về nhà thì không thấy chó đâu. Ông lo lắng tìm kiếm khắp nơi, đi khắp núi cũng không tìm ra tung tích của chó, gọi cách mấy cũng không nghe được hồi âm, vô cùng tuyệt vọng. Ở bên này, kẻ bán chó đang tính xem bán chú chó này sẽ được bao nhiêu tiền. Nhìn nó hung dữ sốt ruột nhảy loạn lên song sắt, nên hắn dựng hàng rào cao thêm rồi lấy kim đâm vào chân nó. Lúc trước cái chân này của nó đã từng bị thương, vì muốn tìm chủ nhân, chó nén đau tiếp tục nhảy lên. Thất bại một lần, hai lần, ba lần, nó cũng không từ bỏ. Trong tâm trí nó chỉ toàn là hình ảnh ông lão vất vả chạy đi tìm mình. Nó dồn sức nhảy vọt lên, cuối cùng cũng bám vào được hàng rào. Đến khi kẻ bán chó quay lại, chó đã thoát khỏi chuồng. Hắn cầm gậy hù dọa nó, sau mấy lần đánh trượt vào khoảng không, chó đã tìm ra cơ hội phá cổng trốn thoát. Kẻ bán chó cay cú cưỡi ngựa đuổi theo, thế nhưng chân của chó vẫn đang không ngừng chảy máu, không thể chạy nhanh hết sức được. Xét thấy tên kia sắp đuổi kịp, nó đi đường tắt bơi qua sông đến nhà Tiểu Phu. Nó kể cho gà những gì nó đã trải qua, rồi lại trốn vào đống cỏ khô. Gà thấy trên đất còn vết máu, lập tức tẩy xóa. Tiếng vó ngựa truyền đến, gà thấy đuôi chó vẫn lộ ra ngoài, liền ngồi đè lên để che giấu. Người đàn ông nhìn quanh không phát hiện ra chó, tức tối quất gà một roi thật mạnh. Một con chó trung thành như vậy, chắc chắn sẽ đi gặp chủ nhân. Nhưng Tiểu Phu lúc này vẫn đang một mình gặt lúa. Người đàn ông thấy chó không ở trong tầm mắt, quyết định đợi thêm một lát, chờ nó xuất hiện. Ngay khi hắn ngồi xuống định hút thuốc, lại phát hiện tẩu thuốc đã bị ướt lúc qua sông. Hắn trộm tẩu thuốc của Tiểu Phu, rồi gạt tàn thuốc vào bó cỏ khô bên cạnh. Hắn thong thả đợi chó xuất hiện, khói lại bốc lên tứ phía, lửa bùng lên nhanh chóng. Ông lão nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến giúp đỡ, để cỏ khô xung quanh không bị cháy, ông cần phải di rời chúng từ trong đám lửa. Nhưng lửa ngày một to hơn. Người đàn ông thấy ông lão nằm trên đất, thoáng chốc nhận ra ông là người cứu mình từ trong hố băng năm đó. Thế nhưng hắn không những không cứu ông lão, cũng ngăn chó chạy đến giải cứu. Cảnh tượng này khiến người khác không rét mà run. Một số người sống còn không bằng chó. Chó nghe thấy tiếng kêu gào của chủ, nó ngắm vào cổ áo của người đàn ông, cắn một cái thật mạnh, sau đó dùng răng cắn đứt dây thừng, bất chấp lao vào đám cháy, muốn dùng sức kéo chủ nhân ra, nhưng sức của nó quá nhỏ. Nhìn thấy bùi nhùi rơm bén lửa lên lưng chủ, nó chỉ đành chạy đến con sông cách đó không xa, ngâm mình cho ướt rồi chạy đến thấm lên lưng chủ. Cứ lặp đi lặp lại như thế, sau nhiều lần ngâm mình dưới nước, vết thương của nó lại càng đau hơn. Mỗi lần ngã xuống rồi lại đứng lên, đều là vì để báo đáp ân tình của chủ nhân. Cuối cùng, chú chó dùng thân mình che chở cho chủ, kiệt sức gục lên người ông. Ngọn lửa mau chóng thu hút sự chú ý của dân làng xung quanh. Nhưng khi bọn họ đến thì chú chó đã ra đi rồi. Ông lão cũng đã thoi thóp hơi tàn, còn kẻ vong ơn phụ nghĩa kia ngồi bên sông đau đớn. Đột nhiên hắn nhìn thấy ảo giác, chú chó đang bơi, tên gian thương thừa cơ lao xuống muốn bắt lấy chó, kết quả cũng không nổi lên được nữa. Không lâu sau ông lão cũng qua đời. Ở thế giới bên kia,
ông đã gặp lại chú chó đã cứu mình. Hai người vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy nhau.